Cô chào anh em nha, cập nhật một số dòng xe bên em đang bảo dưỡng ha. Em đầu tiên là em dắt te, em đang tiến hành dãy sơn. Cái má nó bị xấu anh chị, cái má bị xấu vậy này ha. Đó, hai bên bị xấu, làm lại xe này đẹp lắm chị, xe đời cao nha, 2015 T2 T600 chục bô, xe nhập máy Mitsubishi nha anh chị ha, cửa sổ trời luôn nè, rất là đẹp ha. Thì xe này bên em đang chào bán với giá tiền có 295 thôi, nhìn như Audi quá đẹp. Đó, sơn bên đó với bên đây lại, bên đây bữa hôm nó bị bong sơn xấu, em sơn lên luôn, làm chỗ đẹp lại để phục vụ cho bà con ha. Hai bên đó, đây nữa nè, đây nó hơi bị bong sơn nữa, như vậy thôi. Xe ô tô thì em sơn là hơn nửa xe anh chị, xong em quýnh bát lại ha. Xe ô tô 2016 số sàn, xe đẹp nha anh chị nha, gia đình một chủ, xe cộp luôn, không ai đẹp nữa. Mà đời 2016 giờ chạy 6 năm mình nó phải có chày chùa anh chị đúng không? Đó, thì em mới tiến hành em dặm sơn lại, quýnh bát nguyên xe lại. Thì xe này là hoàn chỉnh, em bán cho anh em mình 365 triệu ha. 365 triệu ha anh chị ha. Xe ô tô rất là đẹp. Đây là Vios nè, Vios này thì bữa có quay anh em mình xem á. Thì em đang tiến hành cho sơn nguyên xe lại luôn. Đó, sơn dặm lại, quýnh bát lại, giặt nội thất, vệ sinh lại hết. Thì Vios này em bán 170 ha anh chị ha. Ý nhầm, 175 chứ nhầm, 209 nha anh chị nha. Đó, xe rất là đẹp anh chị ha. Hiện tại thì sơn nó cũng đẹp rồi, nhưng mà thôi em chạy em thấy nó giống như cái màu nó hơi tối tối anh chị. Em chơi luôn nguyên chiếc luôn, sơn nguyên chiếc luôn cho đẹp. Innova này nãy mới quay nè. Innova này giờ em bỏ đi, em sơn nguyên xe lại, em đánh đầu đèn lại hết luôn. Đó, xong thì bán cho anh em mình 180 mấy anh chị ha. Đó. Di lượng giờ 27, 45, 4 vỏ mới nha anh chị nha. Vô lăng cũng đẹp rồi. Vô lăng lên gờ luôn ha, em sơn giặt nó hết rồi hết luôn. Đó. Còn đây thì còn đó, con này thì lắp camera cho khách anh chị ha, xe này khách mới chốt. Đó. Thì hồi sáng này có một sự việc là thế này, thì có một anh khách ảnh qua ảnh chốt xe, ảnh chốt xe phổ kết, nhưng mà ảnh liên hệ cho nhân viên bên em thì một phần là do bên em ha, nhân viên nó không rành, ảnh hỏi phổ kết, mà ảnh điện nhân viên em là 4-5 lần á. Mà nhân viên em thì nó nghe máy nhiều quá, nó đâu có nhớ số đâu. Thì nó còn, tại vì bên em còn hai xe, một xe sàn, một xe tự động. Thì nó cứ bảo là còn, cái mới qua anh lại mua số sàn mà đâu phải số tự động đâu. Vì nhân viên bảo là cọc rồi. Thì anh mới giận, anh mới la. Thật sự thì trường hợp này em cũng không muốn vậy, anh cũng thông cảm cho em ha. Tại vì nhiều khi nhân khách nó gọi nhiều quá, khách nó gọi nhân viên em, nó nghe máy nhiều quá, nó nghe nó không kịp á, nó không gần. Thì anh em cũng thông cảm ha. Hoặc là anh em mình rút kinh nghiệm, dù thấy anh em mình được thì chạy qua liền, còn không thì chốt cọc, hoặc là từ từ qua thì điện trước rồi hỏi xe đó, nó rõ tình trạng là xe đó là ví dụ chiếc xe Focus thì số sàn à, ví dụ nó rõ vậy à. Còn mình nói Focus thì nhiều khi nhân viên nghe không rõ, anh em cũng thông cảm. Còn nếu trường hợp mà cọc rồi mà bên em có liên hệ không có liên hệ lại á, thì bên em sai ha. Nhiều khi khách hàng gọi nhiều quá, anh em cũng thông cảm cho em cũng không biết nói làm sao. Civic này thì em đang đi sơn lại nè anh chị, đang ở bãi bên kia. Tại bãi này em để hết 7 xe rồi, sơn không kịp. Nó bị hơi chạy chút xíu, đang đem qua bãi bên kia. Sơn lại em này sơn hoàn thiện xong bán anh em mình 275 ha. Civic bản đủ 2.0, bản đủ cửa nóc. Đây là Lacity nè, Lacity này hình như cũng đang bảo dưỡng gì đó, nhân viên em đem xuống nè. Dạ, chắc là dặm lại hay gì quá. Chắc dặm lại. Dặm mấy chỗ chày nè, đúng không nè. Dặm mấy chỗ chày ha. Chỗ này nữa nè. Xe này nó quá đẹp rồi. Đó, xe này nó rất là ok luôn anh chị ha. Xe này mình bán có 200 mấy rồi, 255 rồi. Cái đây thì có Sigoto của mình nữa nè. Sigoto này đang bỏ quấn bát lại xe. Sigoto 2019 anh chị ha. Xe này mình bán 530. Đang bỏ quấn bát là mấy chục trời trời. Có ghi nè. Sigoto 2019. Đang tiến hành bảo dưỡng. Đó, thì anh chị em mình có nhu cầu sử dụng dòng nào thì liên hệ cho em Thịnh nha. Bên em thì còn rất là nhiều dòng xe đang chờ phục vụ bà con mình. Đó. Cảm ơn anh chị em bà con mình nha. Chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe an lành ạ. À.